trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay thì My gửi cho bạn cái tips này, mình gọi là Plant Care Tips. Thì cái tip này cũng rất hữu ích khi mà mình làm chấm bông cho cây đó các bạn. Thì đây là cây bầu, nhưng mà thì mình cách trồng bầu là mình phải chấm bông như vậy thì trái bầu nó mới được có nhiều trái. Nhưng mà không những mình áp dụng cho cây bầu không, mà mình cũng có thể áp dụng cho cây khổ qua, hoặc là cây mướp, hay là cây dưa leo, đều làm những cái cách chấm bông giống như vậy thì cây được có trái nhiều hơn á các bạn. Thường thì mình không cần chấm bông, nếu ở vùng nào mà mình có ong bướm nhiều thì nó cũng có thể nó chích vô cái bông của cái bông đực, xong rồi đụng qua bông cái thì nó làm cho cái cây mình thụ phấn được. Nhưng mà có một số vùng ít ong bướm quá đó các bạn, thì cây của mình sẽ rất là ít trái. Thì mình mời các bạn cùng xem ha. Cái cách cũng rất là dễ mà đơn giản đó các bạn. Thường là mình làm buổi sáng nha các bạn, thì cái bông nó nở ra mình dễ làm hơn. Đây là cái bông cái nè các bạn. Mà cái này là nó đã thụ phấn rồi thì nó rớt cái bông này ra. Còn để mình tìm cái bông đây. Cái bông này là cái bông còn mới nở nè. Chưa có... không biết nó có thụ phấn chưa, nhưng mà nó đang nở, mình nghĩ là nó chưa có thụ phấn. Thì các bạn nhìn ở đây là cái trái. Cái trái nó có lòng lòng nè ha. Rồi ở đây nó có cái bông. Thì cái nhị này nè là nó cần thụ phấn nè, để cho nó mới đậu trái được. Còn không là nó hư, nó úng cái trái này á, là coi như là bỏ cái trái này luôn á. Nè, ở trên đây, đây là cái bông. Thì cái bông này á, là cái bông cái, là nó có cái trái phía sau ha. Còn cái bông đực, bông đực là cái thân không nè, không có cái trái thì nó cũng có cái bông. Bông đực này nó cũng gần tàn rồi nè. Thì bây giờ mình lấy cái bông đực này nè, mình chấm cái vô cái bông cái. Mình banh cho nó ra hơi to to một chút cũng được ha. Xong rồi cái mình chấm vô giữa của cái bông cái này. Đó, mình cho nó đụng đụng vô như vậy thì nó mới dính vô á, các bạn thấy nó dính không nè, nó dính cái nhị của cái bông đực vô đây thì bắt đầu là bông này nó mới thụ phấn được và nó đậu trái luôn. Thì nếu mà mình có cái bông đực này nhiều á thì mình cứ ngắt đại bông cũng được nữa. Còn nếu mình bông đực này ít á thì mình lấy cái bông gòn á các bạn, cái bông giấy tay đó, mình chấm ở đây một cái, xong rồi mình chấm ở đây, rồi mình cũng chấm ở đây một cái, rồi mình đi chấm tiếp cái bông khác thì như vậy cũng được nữa. Thì những cái bông mà nó ra như vậy thì chắc chắn là cái trái này nó sẽ đậu trái rồi đó, nó không có bị hư cái trái. Còn nếu như mà nhiều khi nó trên cao quá mình không có chấm được á, là từ từ là cái trái này nó bị vàng, xong rồi nó bị rớt luôn chứ nó không có đậu trái được. Ở đây có trái nhỏ nè, nó chuẩn bị nó nở bông nhưng mà nó chưa có nở. Thì các bạn thấy long long như vậy nè, là cái hình của cái trái là mình biết là bông cái ha. Rất là dễ để mình nhận biết được bông đực hay bông cái. Nè, cái bông đực là cái thân nó ấm nhôm vậy thôi, nó không có lông, nó có lông mà cái lông này là lông của cái thân chứ không phải là lông của cái trái. Cái này là bông cái, bông đực nè. Nó ra cái thân rồi nó chuẩn bị nó ra cái bông nè. Và các bạn cũng lưu ý khi mà mình trồng bầu á, mặc dù là mình đã có thụ phấn rồi, mình chắc chắn là cái bông này mình có thụ phấn, nhưng mà sau thời gian khoảng chừng 10 ngày cái mình thấy cái trái nó vàng và bắt đầu là nó giống như là nó úng luôn, thì mình biết là một là mình tưới nước nhiều quá, còn hai là thiếu dinh dưỡng, cây nó không có khả năng nuôi trái được cho nên nó tự động trái nó bị vàng. Thì mình biết như vậy thì lúc đó thì các bạn cho nếu mà không phải nước nhiều thì mình nên cho phân vô nha. Tại vì bầu với mướp là rất là cần phân nhiều, nhiều hơn những cái loại cây khác, cho nên mình cứ vô phân thường xuyên. Thì lúc đang có trái như vậy thì mình vô phân có cái phosphorus, hoặc là cái phân mà mình thường hay chia sẻ với các bạn á, là Dr. Oat. Thì cái đó cũng là một cái mà dễ cho cây bầu này. Thì mình cho để vô cái gốc thì nó sẽ làm cho trái nhiều hơn và đủ dinh dưỡng để cho nó có khả năng mà trái nó lớn được nha các bạn.
Thì cái này là kinh nghiệm của mẹ hồi đó mẹ trồng á, thì mẹ thấy được như vậy cho nên nhờ vậy mà ở nhà cũng được có nhiều bầu, để lúc nhỏ mà mẹ nuôi mi lớn đó các bạn, là cũng nhờ bầu này không á, cho nên thì cũng có chút kinh nghiệm như vậy. Hy vọng là các bạn trồng được tốt nha. Các bạn nhớ nhấn like giùm mi và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè video ngắn này nha các bạn. Mi thấy video này thì cũng rất là hữu ích khi mà mình trồng cây. Mi cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì hẹn các bạn ở nhiều video trồng cây của Mi, hoặc là nấu những món chay đơn giản hay những mẹo vặt trong cuộc sống. Mi chào tạm biệt các bạn.